Chả biết anh Hiệp lại dẫn tôi đi đâu nữa đây. Rồi ok anh. Lộc Vừng. Đây này, xã viên đang báo 9 triệu anh. 9 triệu. Đo cái hoành không? Đo đi anh. Anh nó 48. 48. Cao 1 mét. Rộng 1 mét rưỡi. 9 triệu. 9 triệu. 9 triệu quý vị ạ. Gốc vào 5 triệu. 5 triệu. 5 anh triệu. Phải đo đi thì cái gốc gạo này thì mới biết được cái hoành là 75. Cao là 1m4. 5 triệu. Cái này cục này bao tiền anh? Cục này có cái gì mà bao tiền? Thôi cục này bán gì? Cục bán á? Bán cái kỷ niệm cho Mạnh. Mạnh thích à? Đấy. Toàn đá. Đứa thì giao lưu chú Mạnh. Cây này cây hồng hồng mai. Cái mẹ gì. Vứt nhổ cái cây đấy đi, lấy đá thôi. Bây giờ kỷ niệm là chú Mạnh đi. Được chưa? Có xe có chở. Loại này là loại gì đấy anh? Sùng. Thôi 700. Đây loại này. Một lô này đi anh. 500. 500. 1 triệu. 500. 1 triệu 8. Đây là mẫu đơn đấy. Mẫu đơn vàng. Mẫu đơn vàng đúng không anh? Còn kim cương bên kia là 350. Kim cương 350 kìa. Nhất chi mai 100 này. Hết rồi đúng không? Bàng 800. Cái bàng này. Cái bàng là 800 nghìn cái bàng này. Đấy quý vị chậu nhìn cái chậu. Vâng. Đây là cái sung này. 700. 700 này. Cái bàng này 800. Cái bàng này 800 tiếp này. Cái sung này đang bị trột thôi nhé. Cái sung này đang bị trột sắp chết rồi. Cái kim quýt. Đâu? À đây á. Sao anh? Kim quýt 5 triệu. 5 triệu. Cái 5 triệu đẹp này nó bê về đằng này. Đang cây 5 triệu. Cây này một số điểm đây đúng không? Đang bị nó kém kém một tí này. Tốt nhất là bỏ dây ra. Uốn như thế này. Bỏ hết dây ra anh ạ. Bỏ hết dây ra. Không phải lúc phí đấy. Thành ra không bán được giá đâu. Cây này bệ rất là đẹp này. 5 triệu. Đấy quý vị ạ. Rồi cái cây này anh. Mai Trường Thủy này 2 triệu rưỡi. À quên. Mai Quý Quý này 2 triệu rưỡi. Thế sao cái ngọn nó đang đẹp kia lại cắt đi? Thì nó cao quá, muốn thu nó lại năm nay làm 2 triệu rưỡi. Ok anh. Cây xanh, Nam Điền. Điền này quê hả chú? Điền quê gì? Đây là gốc xanh quê, Điền đâu mà Điền. 3 triệu rưỡi. Đây bán phôi thôi. 3 triệu rưỡi. Đo đi anh, đo cái phôi này biết được. Phôi này đẹp, không phải đo. Anh em nó về nó chế. Sáu mươi này. Cao 50. Rộng 50. Mấy nhỉ? 4 triệu. 4 triệu. Trời ơi, thôi cái lô này báo nhanh. Đây. Hàng gạo đẹp thế này mình báo nhanh. Chết thế ấy. Hàng gạo này thay vào chậu đẹp lắm. Chết thế nào chú này. Mùa này nó rụng lá này. Đây là sam hạt gạo đúng không? Sam hạt gạo. Linh sam hạt gạo. Để biết đây. Báo anh em 700-800 bạc thì mình trồng đến muôn thuở là được. Gần chục năm rồi của bà con. 700 như gì? Cây này đẹp thế này, dáng nàng tự nhiên thế này. Mấy? 800. 800. Cây này. Mai chiếu thủy. Mình chưa vặt cỏ chú này, cứ thích cái. Nói thì câu chỉ thị đang được. Nấu ăn một tí nó bẩn áo gót một tí thế em tắm rồi. Bao tiền? 800. 800. Hàng đồng ra 800 ông ơi, ông cứ vứt lung tung. Ông đi vặt cỏ. 800 nha quý vị nhá. 800. Đây 800 này.
Đây này 300. 300 là hồng ngọc mai này. Anh dù ổn bật hết rồi. Đấy, mai chiếu thủy này. 800. 800 này. 800. Hàng đồng giá 800 này, nhanh tay kẻo hết này quý vị này. Loạt đồng giá này, đang cây 4 triệu chuyển sang hàng 800 này. Hoa giấy này. Hoa giấy 200. 300 này. 200. Giấy 200 này. 250 này. 250 này. Sung 700. 700 này. 700 này. 700 này. 500 này. 500 này. 800 này. Mai từ quý 800 này. Đắt thế. Mai từ quý ta đẹp phơi phới này kiểu đắt. Ok anh. Cái này là cây gì đấy anh Hiệp ơi? Cây cúc mốc. Cúc mốc bao tiền? Không bán để chạy. Không bán đi thôi. Cái này anh 500. 500. Mai chứ. Cái xanh là xanh vít 5 điện ạ. Dáng rất hiên ngang nha, đơn giản, không phải cầu kỳ. Đúng không? Ừ. Đơn giản lắm thôi mà. Thôi này anh em chịu thôi. Chậu mấy trăm? 300. Ai bán được chú chậu 300? Chậu anh... này chậu tàu à? Chú mua, tớ mua nhé. Chú chậu tàu... thì giả 300. Chậu tàu hay chậu gì? Đây, chữ gì đây? Chữ thì vẽ vào đơn giản. Chữ 1 triệu. Ông Hiệp, ông Hiệp giờ vẫn còn lừa trẻ con được, giỏi. Tùng Đa Hán này 4 triệu. Mấy? 4 triệu. Tùng Đa Hán này thì có cái gì mà 4 triệu cơ? 3 triệu rưỡi. Giật mình đấy ông Hiệp ạ. Thế này có... Ui có 7 phút ông Hiệp.